Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình Thành Easy đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục làm các cái nhiệm vụ ở đây để lấy những con rồng nha. Chúng ta đang có 600 điểm rồi. Con rồng gì đây? Một con rồng Legendary, còn một con ngoài tinh à? Chúng ta có thể mua 248.000 với giá là 100 game và 1,4k coin ở đây này. Wow, mình bị trừ tận đến 32 cái cúp cơ. Nó trừ nhiều nhỉ. Mình không hiểu tại sao mình bị trừ lắm vậy ta. Mình sẽ trước sẽ lấy vàng để lấy đủ cái điểm coin đã. Mình sẽ có khoảng 1k6 coin ở đây. Mình đã cho con này đi học xong cái skill rồi. Con Riveria Dragon đang ra khoảng 3,8m nhưng chắc là chưa đủ, chỉ cho nó ăn lên level 30 đâu. Mình đang muốn cho nó level 30 xong rồi nếu mà còn thừa thức ăn có thể cho level 35. Và trước hết ta lấy vàng đã. Hiện tại đang còn rất ít vàng luôn, siêu ít luôn. Chúng ta sẽ chắc sẽ trồng loại vàng là 1m 1 ô thôi nhỉ, nó hợp lý hơn. Ở đây chúng ta sẽ cái con này, cái Iron Chest chúng ta sẽ là hôm nay sẽ là cái gì đây? Iron Chest chúng ta sẽ là phải chiến thắng cái Liquid Buster. Thì mình sẽ có 3 trận trong phần Liquid Buster tất cả. Ở đây mình sẽ có mấy quả trứng năng đỡ ở đây. Chúng ta sẽ có thêm một con nữa, con này có gì đây? Con này nó sẽ là một con Mojito chúng ta có rồi nha. Mấy con này thì mình có hết rồi, con Vampire các thứ mình có hết rồi. Mình đang đợi Legacy ấn ở ra thôi. Đây mình sẽ bán này đi. Tiếp tục là bán thêm một cái con Mirror Dragon này đi này. Cái này là tăng cái tốc độ là trồng cái thức ăn lên. Mình sẽ vào tiếp tục là đi cái này. Và mình sẽ đi cái con rồng, khỏi đi con này mà đi cái con phía dưới. Con phía dưới còn 9 bước nữa. Mỗi bước của nó sẽ là bao gồm là tầm khoảng hơn 200 coin, 220 coin. Đó, 22.000 coin kìa, 22.000 vàng. Chúng ta sẽ đi thêm 230 này. Sắp hết điểm rồi kìa anh em, thấy không? Nó sẽ còn khoảng 195 điểm nữa. 195 điểm nữa thì sẽ không thể nào mà kịp đi được thêm một bước nữa. Chúng ta sẽ nhận được thêm đó chính là 20 cái viên đá bóng tối. Cái này để nâng cấp cái môi trường bóng tối lên. Bây giờ mình sẽ làm gì đây nhỉ? Mình sẽ mua thêm để mình sẽ mua thêm cái gì nhỉ? Mình sẽ vào trong cái phần Liquid nhá. Tại vì mình có cái nhiệm vụ của team đang liên quan đến cái phần Liquid mà. Để trước hết ta sẽ chơi cái quest này đi á. Chơi quest này, cái này đang cần yêu cầu con Legacy Dragon. Để ta sẽ đợi nó nở ra và ta sẽ chơi cái này nhá. Ta sẽ đánh cái Bearbond này trước này. Đây nó sẽ tự động chọn những con mạnh nhất cho mình, mình không cần lắm. Mình đang cần luyện những cái con mà mình đang đây này, ví dụ như con này này. Con này mới đang cái ở cái mức là A trừ thôi. Chúng ta sẽ luyện con khác đi. Thêm con nữa A trừ. Con này là A này. Con này sẽ luyện lên cho thành nó là A cộng luôn. Con này là B này, B cộng này. Team này thì nó khá là yếu thôi, nên chúng ta sẽ đánh rất là nhanh thôi. Đấy, tăng tốc độ nhân 3 lên nhá. Con này thì nó sẽ là bóng tối và mình sẽ dùng chiêu ánh sáng luôn. Luyện chỗ này lên A cộng luôn. Xong rồi luyện con khác. 41.000 máu. Con này sẽ là chiêu con này sẽ là Primer và mình sẽ có hệ vô cực ở đây. Con này sao tận hai hệ vô cực nhỉ? Nó phải có một hệ bóng tối ở trong này thì mới là chuẩn chứ nhỉ? Theo mình nghĩ là vậy. Bắt buộc phải nó phải có hệ bóng tối thì nó mới khỏe được. Một hit chết luôn. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần khác luôn. 15 cái vẫn còn cái xem cái này cơ. Còn 8 giờ sẽ kết thúc này, vẫn còn xem để lấy được cái con Frankenstein. Con này thì mình đang gần đủ rồi, tiếp sẽ đi xem và lấy thêm. Ở đây sẽ có thêm một số điểm coin này. Chúng ta cập nhật xem là còn cái gì nữa không. Halloween thì sẽ còn trong vòng 4 ngày nữa. Và kết thúc 4 ngày này thì chúng ta sẽ đến với cái cuộc đua chuyện thì của team Ray. Chúng ta sẽ chờ đợi nha. Và game mình sẽ không tiêu đến và mình sẽ để dành cho cuộc đua team Ray. Để có thể skip được những cái nhiệm vụ khó, cố gắng giành được con Heroic anh em ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trong phần Liquid. Sáng nay thì mình sẽ đánh được thêm khoảng 3 trận nữa trong phần Liquid này.
Riveria của mình đang tiện cho đi học thêm skill đi, cho nó lên max skill đi. Và cái đội hình chính của chúng ta thì vẫn phải dùng đội hình này thôi. 1, 2, 3 người cho đánh được thêm 3 trận nữa. Ok, chúng ta đối đầu với một con Heroic, một con chim, con vẹt này. Mình sẽ dùng Primer khắc chế hệ pool của nó này. Một chiêu nữa thôi. Con Riveria thì nó cũng sẽ là hệ pool. Riveria hiện tại đang là cấp độ C cộng và level 31 kìa. Ồ, nó có cả hệ kia kìa. Chết tiệt, nó có cả hệ ở vô cực kìa anh em. Con này vừa khắc chế và vừa bị khắc chế bởi Primer Dragon. Rồi, và mình sẽ kết thúc luôn thôi. Con này nó ít máu mà. 40.000 máu, con này đánh phát 23k. Khỏe. Đây là băng giá rồi. Chúng ta khắc chế cứng những cái bọn nào mà có hệ chiến binh đầu tiên. Con này này, con khủng long, à con tinh tinh và con hệ lá. Con trâu này thì đều bị khắc chế bởi mình. My Blocks đều có băng giá, rất là khỏe. Hệ lá còn bị khắc chế bởi hệ lửa cơ. Cho thêm vào khoảng 90 coin này. Chỗ này sẽ là 400 thức ăn. Một con High Score Dragon và nó là hệ Terra. Trận này dễ rồi. Dam của chiêu chiến binh của mình là dam tầm khoảng 2.000 dam cơ bản. Nhưng mà nó cũng không thể giết được cái con High Score này. Nó còn gì nhỉ? Dracon à? Dracon. Nó còn một con sấm sét nữa thì phải. Hệ lá, con này hệ lá, hệ nước. Hệ nước thì cần phải sấm sét thì mới ăn được nó. 35.000 máu và Dracon của họ nó sẽ là 1 sao. Duy nhất là 1 sao thôi. 39 hit. Mình sẽ dùng sấm sét nhá. 50.000 à. Không có này cũng được. Sử dụng cái chiêu nó cũng không có chiêu gì khắc chế mình cả. Hệ nước, hệ kim loại, hệ lá và hệ ánh sáng thì đều là như thế thôi. Một lượng đam rất là nhỏ. Chúng ta có 2 trận và mình đã full coin đấy. Full tất cả coin rồi. Chúng ta sẽ cố gắng là cóp lên thêm tầm khoảng 300 game và để dành khoảng 125 game để nâng cấp cái đảo mình lên. Mua thêm đảo mới này. Cộng với đó là chúng ta sẽ sử dụng game để cho cuộc đua team raid là được. Chứ giờ đừng có tiêu game vào những thứ linh tinh, rất là phí phạm luôn. Game nó cũng đắt cơ. Tầm khoảng 100.000 thì chúng ta sẽ được hơn 100 game, 99.000 chứ. Đấy các bạn, đập lợn thì nó tiết kiệm nhất rồi đấy, mà nó còn đắt như thế. Chúng ta sẽ dùng chiêu này. Chiêu pua cộng 43.000 máu, hay. Ba bay Dragon Thunder. Sấm sét. Có một hit nữa thôi, nó sẽ chết rồi. Thunder. Này là chạy đi đâu. Ok, chúng ta sẽ claim được thêm là 400 thức ăn ở đây này. Và chúng ta sẽ chuyển qua những trận chiến ở trong phần đấu trường. Đấy, nhìn chung có vẻ là khá là khó chơi đây. Chúng ta sẽ bị trừ mất tận 32 cái cơ. Hơi khó chịu nhỉ. Chúng ta sẽ chơi cái gì giờ? Trận này 40 và 40 thì làm sao mình có thể là chơi được đây. Khó thật, rất khó. 40 thì mình sẽ skip thôi. Không thể nào mà chơi được. Tiếp theo sẽ là 37 và 40. Kinh dị vậy. Làm sao có thể đánh được cái này đây. Cho tiếp tục là skip thêm cái này đi. Rồi, 40 á. Vãi trưởng thật. Sao cái mức độ này nó khó nhỉ. Mình mới có 10.631 thôi mà. Toàn Legend hạng A cộng và Legend như thế này đánh sao? Epic. Skip nó thêm một game nữa xem nào, để xem có khoái vật. Nó toàn 40 vậy. Mình sẽ sử dụng cái team này nha. Không biết có ta có lên được 11.000 hay không. Cái đấu trường này cũng sẽ là một cái đấu trường rất là khó chơi. Mình có khá nhiều con Legendary ở đây. Nhưng mà hiện tại thì mấy con dòng Legendary này hiện tại là khỏe nhất rồi. Bây giờ phải cho ăn thêm và phải luyện thêm skill thì bọn kia mới khỏe lên được. Chúng ta sẽ fighting và có thể x qua trận này để hy vọng nó sẽ đổi chúng ta sang một cái trận nào đó dễ thở hơn. 41.000 máu của con này. Đấy thì quái được nhờ. Mình có tăng công ta. Đây rồi, chúng ta gặp một cái team rất là yếu đây. Đầu tiên sẽ là hệ vô cực này. Vô cực sẽ phải đối đầu với vô cực như thế này.
và như thế này. Con đầu tiên là có hệ băng giá và hệ vô cực. Con thứ hai là ánh sáng thì phải có bóng tối. Phải có bóng tối từ con Frank siêu người máy. Và con cuối cùng là hệ pua. Nó khắc chế được con Frankie siêu người máy của mình. Con tăng công không nhỉ? Tăng công búp công lên đánh cho nó khỏe. 14 phút nữa thì chúng ta mới có thể tăng công được anh em ạ. Em sẽ đánh luôn thôi. Khó chơi quá. 27, 30, 22. Team nó có hai con cấp 25 và một con level 22. Nó chứa 13.000 máu thôi à? Yếu thế. Một hit thôi là chết rồi. 18.000. Mình sợ con này nó khắc chế thôi. Con này thì bình thường. Chúng ta hãy đổi sang con bóng tối đi. Chết luôn. Còn cuối cùng thì nó vẫn có xe bóng tối này. 22.000 máu à? Thấm nhỉ. Đấy sao đây nhờ. Hai chiêu đầu tiên của mình thì đều bị yếu cả. Nó cũng không có nước, cũng may. 18.000, một hit thôi, nó sẽ chết rồi. Chiêu nào đây? Chiêu này đi. Chiêu hệ bóng tối nhân 30% đam như thế này. Không thể chạy được. Cộng 3, thêm 3 đồng tiền và thêm 17 cái cúp. Chứ quan trọng là cái cúp thôi, cái tiền thì không quan trọng lắm. 35, 38 à? 25 này. Có vẻ dễ thở hơn. Kitsune 25, hệ lửa. Hệ lửa thì phải có nước hoặc là chỉ chiến binh thì mới khắc chế được. Bóng tối thì ánh sáng thôi. Nó khá là dễ đánh thôi. Trận này nó không quá khó sau khi chúng ta đã đuổi là skip qua. Đánh vào một phát thì nó có chết không nhỉ? Lửa đấy có hệ nào khắc chế được cả. Black hole, một hit không giết được. À giết được kìa. Tốt. Vậy sẽ đổi con thôi. Bây giờ lại cũng không đánh được nữa rồi. Ánh sáng này. Có giết con này không? Lên. 25.000, còn 3k rưỡi nữa. Nó vừa khắc hệ này. Nó vừa bị đường đánh khỏe này. Vừa tăng công này. Tăng thêm 30% công này. Thảo nào, đam to thế. Chết tiệt, tại sao mình cũng chết nhỉ? Làm sao đánh được đây? Bây giờ thì chúng ta sẽ có một con ánh sáng có thể khắc chế được nó. Bắt đầu dùng con này rồi. Và chúng ta sẽ kết thúc với cái chiêu này luôn. Legend Spell, một chiêu phép thuật huyền thoại. Chúng ta có hai trận thắng nha. Đi ra là ta sẽ gỡ gạc lại được một ít điểm. Mười mấy điểm gì đó. 30 này, Unity B, Legend B trừ và R là A cộng. Bọn này nó khá là yếu nhỉ. Có lửa, có lửa thì sẽ đánh được con Unity này. Có bóng tối thì đánh được con Prometheum. Và có cần hai bóng tối à. Cần một con khác. Con này A này. Con này bóng tối này. Và máu nó vẫn nổi trội một chút. Đây. Bắt buộc phải sử dụng con này ra. Con kia thì chúng ta cũng đánh trong lần trước rồi. Con này sẽ là 23k máu. Bằng giá chắc chắn sẽ không ăn được mình rồi. Chết luôn. Hay. Ánh sáng. Và chúng ta sẽ có bóng tối đây. Một hit thôi. Đài luôn. Đợt đam quá lớn. Bây giờ thì Black Hole một mình cân tim. Cái này gọi đũa một mình cân tim luôn. Rồi và chúng ta sẽ được thêm cái hòm. Cái hòm này là cái hòm Master. Cái hòm này thì chúng ta sẽ được các mảnh gì đây? Anemon và Daybreak à? Hai con để mình có rồi. Con Nightmare mình cũng có rồi. 30 Pangen cấp 30. VR cấp 30. Tôi đã skip rồi. 20 này. Quá ngon luôn. Và đánh tốt luôn đấy. Vẫn lại là hệ vô cực trước tiên à. Nó cũng có Black Hole. Nó khá là khỏe. Ánh sáng này. Ánh sáng thì chắc chắn sẽ bóng tối rồi. Còn cuối cùng là nó hệ gì? Hệ pua. Chết tiệt. May thế nhở. Thế nhưng nó không đánh mình thì sao ấy. May thế. Tí chết kìa. Tí chết à. Tại sao nó không đánh mình nhỉ? Nó quên à? Thế nên quên à? Sử dụng chiêu bóng tối luôn. 10.000 máu. Chúng ta sẽ còn một trận duy nhất nữa ở trong cái phần này. Một trận ở trong phần này. Emperor 30 và A cộng Galaxy Fire 35. Chúng ta trở lại với 10.686 rồi. 22 Galaxy Fire đấu sao nhỉ? Iceland.
mình có hai con, một con cấp 30 với một con cấp A cộng, cũng có cấp 30, một con là A cộng, một con là B cộng. B cho skip rồi. Ui giời, online dragon kìa, nhìn nhầm nhá, tí thì là chết nhá. Online dragon cấp 40, nếu mà cấp 40 thì làm sao mà có thể là đủ sức đánh được, chịu thôi, không thể nào đánh được. Về chúng ta sẽ vào trong hòn đảo này để xem là cho đi thêm bước nào không nhỉ. Chúng ta sẽ đi cái con 5 bước này. Rồi, chúng ta sẽ còn 1 bước, 2 bước, 3 bước và 4 bước nữa là sẽ tới đích rồi anh em. Con Halloween có những ngọn lửa ma chơi ở trên lưng, trên cái mũ chứ. Trồng thêm cây à. Trước tiên ta sẽ vào trong chúng ta sẽ nhập vào đây, gửi con rồng đi. Và trước tiên ta sẽ phải đánh ở trong kia đã. Từ chúng ta sẽ có phần là Lewis và phần đấu trường à. Đánh kiểu gì, đấu kiểu gì đây? Thôi chứ cho Riveria Dragon về đi á. Cho chưa ta? Chỗ này thì ta có tăng tốc độ sinh sản lên được này. Thử tăng tốc độ sinh sản lên xem nào. Đây, xong luôn được một quả trứng này. Và sẽ bán bớt cái quả trứng. Không bán được quả gì được cả. Con này có gì? Wow, một con Poterra Dragon à. Một quả trứng mới à. Chúng ta sẽ vào trong cái store nhá. Hình như mình cũng có một quả trứng mình cần up ở trong này thì phải. Star Dragon khỏi này. Con Santa Striking Gigantic ở con Klaka. Klaka này. Quả trứng rất đẹp. Sao cho vào đây? Klaka rồi. Klaka sẽ mất khoảng là 1 ngày để có thể up được ra con này nha. Còn con phía dưới này là chiếc con Poterra cũng khá đẹp nhờ. Nhưng mà sẽ mất khoảng 2 ngày thì nó mới ra được. Và mình sẽ có thể sinh sản luôn cái này đi. Nâng cấp á? Không. Nâng cấp mất 150 game đấy. Speaky và con ủi lại 31 tiếng à? 31 tiếng lại ra lesson rồi. Hay rồi. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Dragon City. Bye bye.